Minh Hằng xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Media TV tại miền Nam Bắc Cali và tại Houston, Texas. Và sau đây là phần tin tức tổng hợp, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay liên quan tới Iran. Và Iran đã tuyên bố là sẽ ủng hộ Lebanon bằng mọi cách. Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này sẽ ủng hộ Lebanon bằng mọi cách nếu căng thẳng giữa Hezbollah và Israel tiếp tục leo thang. Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi nói với lại phóng viên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 9 rằng là khu vực đang đứng bên bờ vực thảm họa toàn diện. Thế giới sẽ đối mặt với hậu quả thảm khốc nếu tình hình không được kiểm soát. Iran sẽ đồng hành ủng hộ người dân Lebanon bằng mọi cách. Và ông Araghchi cáo buộc Israel đã vượt mọi lằn ranh đỏ, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp để khôi phục hòa bình và ổn định. Bình luận được đưa ra khi giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon ngày càng tăng nhiệt, đặt ra nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 9 đã nhóm họp khẩn về căng thẳng ở Trung Đông. Trong khi đó, đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc là Danny Dannon chỉ trích là Iran là động lực thúc đẩy bất ổn lan rộng khắp khu vực, nhấn mạnh rằng Tel Aviv không muốn hướng tới chiến tranh toàn diện nhưng đang bị tấn công. Ông nhấn mạnh trong 24 giờ qua miền Bắc và miền Trung của Israel đã phải đối mặt với các đợt tấn công không ngừng nghỉ và hơn 150 rocket đã tập kích sâu vào lãnh thổ Israel. Trong khi đó, Thủ tướng Lebanon là Najib Mikati cáo buộc rằng Israel vi phạm chủ quyền khi triển khai tiêm kích và máy bay không người lái, tức là UAV, vào không phận của nước này, gây thương vong cho dân thường và làm nhiều gia đình phải sơ tán. Trong một diễn biến liên quan, hai quan chức Israel và một nhà ngoại giao phương Tây nói với lại hãng tin Axios của Hoa Kỳ rằng là Iran đã từ chối lời đề nghị tấn công Israel của Hezbollah với lý do hiện chưa phải thời điểm thích hợp vì Tổng thống Israel là Masoud Pezeshkian đang ở New York để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo ba quan chức trên, nếu Iran tấn công trực tiếp vào Israel thì khu vực sẽ mất ổn định hơn và thậm chí có thể kéo Hoa Kỳ vào cuộc. Trong cuộc họp báo ngắn với lại các phóng viên vào hôm 23 tháng 9, Tổng thống Iran là Pezeshkian cho rằng Israel là bên muốn mở rộng xung đột ở khu vực và nhấn mạnh Iran không muốn rơi vào cái bẫy này. Và dân quân của Iraq tập kích cảng Israel. Dân quân Iraq đã triển khai drone tấn công cảng Eilat ở miền nam Israel, gây thiệt hại hạ tầng và làm hai người bị thương. Nhóm dân quân thân Iran vào hôm 25 tháng 9 cho biết rằng lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq đã tấn công mục tiêu chiến lược ở Eilat bằng thiết bị bay không người lái còn gọi là drone. Lực lượng phòng vệ Israel, tức là IDF, cùng ngày xác nhận một drone được phóng từ Iraq đã tấn công cảng Eilat ở miền nam của đất nước, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng và khiến cho hai người bị thương. Cả hai người trong tình trạng ổn định và không cần nhập viện. Hình ảnh hiện trường cho thấy drone phát nổ khi lao xuống cảng Eilat, khiến cho khói bốc lên và gây hư hại một nhà kho tại cảng. Nhóm dân quân của Iraq cũng phóng nhiều drone vào Israel trong đêm 24 tháng 9 và sáng 25 tháng 9. Một số trong đó đã bị đánh chặn. Cuộc tấn công diễn ra sau khi phát ngôn viên của nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon là Abu Ali al-Akhari kêu gọi tăng cường hoạt động chống Israel. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq đã thực hiện một số cuộc tấn công vào các mục tiêu Iraq và trong những tháng qua. Ngày 22 tháng 9, quan chức của nhóm tuyên bố họ đã phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái tự sát vào Israel. Hàng loạt vụ tập kích qua lại lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đã xảy ra trong những ngày sau đó. Đỉnh điểm là trận không kích quy mô lớn của Israel vào miền đông và miền nam của Lebanon vào hôm 23 tháng 9, khiến cho ít nhất là 565 người thiệt mạng, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ, và hơn 1.800 người bị thương. Để trả đũa, Hezbollah sau đó đã phóng hàng trăm rocket vào những mục tiêu ở miền bắc Israel, cách biên giới Lebanon khoảng 50-60 km. Nhóm vũ trang của Lebanon vào hôm 25 tháng 9 cũng phóng một tên lửa đạn đạo Qadr 1 nhằm vào là trụ sở cơ quan tình báo của Mossad ở ngoại ô thành phố Tel Aviv của Israel. IDF khẳng định đã đánh chặn quả đạn và xác nhận đây là lần đầu tiên tên lửa Hezbollah vươn tới khu vực Tel Aviv. Và cũng liên quan tới Israel, Israel đã bác đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ về vấn đề Lebanon. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Israel vào ngày 26 tháng 9 cho biết là nước này đã bác bỏ các đề xuất ngừng bắn kéo dài 21 ngày với lại lực lượng Hezbollah, bất chấp lời kêu gọi của các đồng minh bao gồm cả Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Israel là Israel Katz tuyên bố,
sẽ không có lệnh ngừng bắn nào cả và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Hezbollah bằng tất cả sức mạnh cho đến khi giành chiến thắng và người dân của miền Bắc Israel có thể trở về nhà an toàn. Những phát ngôn của ông Israel Katz đã dập tắt hy vọng về các giải pháp hòa bình trong tương lai gần, nhất là sau khi Thủ tướng Lebanon Najib Mikati kỳ vọng sẽ sớm đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon, nơi hàng trăm nghìn dân đã phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột leo thang. Trước đó, nhiều nước đã kêu gọi Israel và Hezbollah ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày để các bên đàm phán tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang ngày một căng thẳng. Theo hãng tin Reuters, Hoa Kỳ cùng Pháp và nhiều nước đồng minh ra thông báo chung kêu gọi Tel Aviv và Hezbollah tiến hành lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 21 ngày. Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết lệnh ngừng bắn trên sẽ được triển khai dọc con đường xanh, tên gọi là đường phân chia lãnh thổ tạm thời giữa Lebanon và Israel. Mục tiêu của lệnh ngừng bắn là tạo điều kiện để cho Israel và Hezbollah đàm phán tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột gay gắt giữa hai bên. Thông báo chung được ký bởi Hoa Kỳ, Úc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tức là UAE, Saudi Arabia và Liên minh châu Âu tức là EU. Theo quan chức cấp cao Tòa Bạch Ốc, Washington đã trao đổi với lại giới chức Israel và Lebanon từ nhiều tháng qua để thuyết phục hạ nhiệt căng thẳng. Bản thân ông Biden đã tập trung vào vấn đề ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hezbollah trong gần như là mọi cuộc đối thoại giữa ông và các lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuần qua. Và Hoa Kỳ viện trợ 8 tỷ Mỹ Kim cho vũ khí cho Ukraine, Ankara hé lộ rào cản ngăn Kiev và NATO. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố khoản viện trợ trị giá 8 tỷ Mỹ Kim để cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine trong những tháng tới. Theo tờ European Pravda, tuyên bố của ông Biden được đưa ra trước khi ông và Tổng thống Volodymyr Zelensky có cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc vào hôm 26 tháng 9. Tổng thống Hoa Kỳ đã ca ngợi những thành công của Ukraine trong quá trình xung đột với Nga, nhưng nhấn mạnh là Kiev vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông Biden cho hay đó là lý do tại sao hôm nay tôi tuyên bố tăng cường viện trợ an ninh cho Ukraine và một loạt hành động bổ sung nhằm giúp cho Ukraine giành chiến thắng trong xung đột. Theo đó, Tổng thống Biden đã đặc biệt yêu cầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phân bổ số tiền viện trợ an ninh còn lại cho Ukraine trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Phần lớn khoản viện trợ mới 5,5 tỷ Mỹ Kim sẽ được phân bổ trước khi kết thúc năm tài chính Hoa Kỳ vào tuần tới. Khoản tiền 2,4 tỷ Mỹ Kim còn lại nằm trong sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine, cho phép Hoa Kỳ mua vũ khí viện trợ Ukraine từ các công ty thay vì lấy từ kho dự trữ của nước này. Gói viện trợ này sẽ cung cấp cho Ukraine thêm là hệ thống phòng không, máy bay không người lái UAV, tên lửa không đối đất, cũng như tăng cường cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine và hỗ trợ các yêu cầu bảo dưỡng và duy trì của nước này. Cũng theo ông Biden, để tăng cường năng lực phòng không, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tân trang và cung cấp cho Ukraine thêm một khẩu đội phòng không Patriot và thêm nhiều tên lửa Patriot. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, Hoa Kỳ thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 375 triệu Mỹ Kim. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết rằng Hoa Kỳ là đối thủ chính của Ukraine trên con đường gia nhập NATO, mặc dù nhiều quốc gia khác trong liên minh quân sự cũng phản đối tư cách thành viên tiềm tàng của Kiev. Trong khi Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong bản kế hoạch chiến thắng của mình liên quan tới việc Ukraine gia nhập NATO, Tổng thống Erdogan cho rằng trước hết và quan trọng nhất, Hoa Kỳ không muốn Ukraine là thành viên NATO và nhiều quốc gia NATO cũng không muốn Ukraine trở thành nước thành viên. Ông Zelensky hiện đang ở Hoa Kỳ nên ông sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong cuộc gặp với lại Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vào hôm nay. Khi được hỏi liệu Ankara có chấp nhận Kiev và NATO hay không, ông Erdogan cho biết chúng tôi sẽ theo dõi các diễn biến và các cuộc thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng cho phù hợp. Đây không phải là những quyết định có thể vội vàng đưa ra. Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các quan chức khác nhiều lần tuyên bố Kiev đang trên đường trở thành thành viên của liên minh quân sự do Hoa Kỳ đứng đầu. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ công bố mốc thời gian cụ thể để Ukraine gia nhập tổ chức. Trong khi đó, Moscow cho biết mong muốn gia nhập NATO của Kiev là một trong những lý do chính khiến cho Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điện Kremlin nêu mục đích thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga. Theo ông Peskov, thì học thuyết hạt nhân mới nhất của Nga gửi đi một tín hiệu cảnh báo đến phương Tây về những hậu quả của một cuộc tấn công không nhất thiết phải bằng các phương tiện hạt nhân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga vào hôm 25 tháng 9 rằng là ngày nay bộ ba hạt nhân vẫn là sự bảo đảm quan trọng nhất của an ninh của nhà nước và người dân chúng ta, là công cụ để duy trì sự ngang bằng chiến lược và cân bằng quyền lực trên thế giới. Chủ nhân của Điện Kremlin nhấn mạnh Nga cần sửa đổi học thuyết hạt nhân để xác định rõ ràng các tình huống có thể khiến cho Moscow tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Ông cũng đề xuất một danh sách mở rộng các tình huống bị coi là mối đe dọa với Nga cũng như là các đồng minh. Đề xuất sửa đổi đầu tiên đối với học thuyết hạt nhân của Nga là mở rộng danh mục các quốc gia và liên minh quân sự trong diện áp dụng biện pháp ngăn chặn hạt nhân và bổ sung danh sách các mối đe dọa quân sự. Theo đó, Moscow sẽ coi hành động khiêu khích chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc là hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân, còn một cuộc tấn công chung vào Nga và vưỡng ngưỡng hạt nhân. Mặc dù không nêu cụ thể tên quốc gia nào, nhưng điều này rõ ràng sẽ áp dụng với lại việc Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Hoa Kỳ hoặc các đồng minh hạt nhân NATO cung cấp. Tổng thống Putin trước đó đã cảnh báo các cuộc tấn công như vậy sẽ đồng nghĩa với phương Tây trực tiếp xung đột với Nga. Các sửa đổi được đề xuất cũng nêu rõ các tình huống mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, như là nhận được thông tin đáng tin cậy về một vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào Nga. Lần đầu tiên, Nga tuyên bố rằng khả năng răn đe hạt nhân của nước này cũng có thể được sử dụng trong trường hợp các hoạt động gây hấn của bên thứ ba nhằm vào đồng minh của Belarus, thành viên của nhà nước liên minh. Các hành động gây hấn đó sẽ bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền của nhà nước liên minh thông qua việc sử dụng vũ khí thông thường. Và Trung Quốc lần đầu phóng ICBM ra Thái Bình Dương sau hơn 40 năm. CNN vào hôm 26 tháng 9 dẫn thông tin từ chính quyền Trung Quốc cho biết họ đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gọi tắt là ICBM ra Thái Bình Dương vào ngày 25 tháng 9 trong một cuộc thử nghiệm công khai hiếm hoi. Theo đó, một ICBM mang đầu đạn giả đã được phóng lúc 8 giờ 44 phút sáng theo giờ Bắc Kinh và rơi xuống một khu vực được chỉ định trên vùng biển quốc tế của Thái Bình Dương. Bộ phòng Trung Quốc không nêu rõ đường bay hoặc là địa điểm hạ cánh của tên lửa. Tuy nhiên cho biết rằng vụ phóng do lực lượng tên lửa của quân đội giải phóng nhân dân thực hiện là một phần trong chương trình huấn luyện thường niên của lực lượng này và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay là mục tiêu nào. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển gần Nhật Bản. Tân Hoa Xã cho biết trong một báo cáo riêng rằng vụ phóng đã kiểm tra hiệu quả, hiệu suất của vũ khí và trang thiết bị, cũng như là trình độ huấn luyện của quân đội và đạt được các mục tiêu mong đợi. Đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc đã thông báo trước cho các quốc gia có liên quan về cuộc thử nghiệm. Một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài cũng cho biết Hoa Kỳ đã nhận được một số thông báo trước về cuộc thử nghiệm từ Bắc Kinh và gọi đó là một bước đi đúng hướng để ngăn chặn bất kỳ sự hiểu biết hoặc là tính toán sai lầm nào. Vụ phóng vào hôm 25 tháng 9 đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thử nghiệm ICBM trên Thái Bình Dương sau hơn 4 thập kỷ. Và năm 1980, Trung Quốc đã thử nghiệm ICBM lần đầu tiên của mình, tên lửa DF-5 gọi là Đông Phong 5, ra khu vực của Nam Thái Bình Dương từ trung tâm phóng vệ tinh Chiêu Quang ở phía tây bắc của đất nước. Tên lửa này đã bay qua khoảng cách hơn là 8.000 km. Và Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm ICBM hơn để từ đó chủ yếu là trên lãnh thổ của mình, với nhiều cuộc thử nghiệm mà tên lửa khi đó đã hạ cánh xuống các sa mạc ở vùng cực Tây của Tân Cương. ICBM mới nhất của nước này được biết đến là DF-41 và ước tính là có tầm bắn từ 12.000 cho đến 15.000 km. Và thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francis thực hiện chuyến công du hiếm hoi tới châu Âu. Đức Giáo Hoàng Francis vào ngày 26 tháng 9 đã bắt đầu chuyến thăm ngắn ngày đến Luxembourg, một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Âu và trước khi đến Bỉ. Theo tin từ Vatican News, trong ngày 26 tháng 9, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp riêng quốc vương, đại công tước Henry và thủ tướng là Luc Frieden của Luxembourg trước khi có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo chính trị của nước này. Đức Giáo Hoàng cũng gặp những người công giáo địa phương tại nhà thờ Đức Bà của thành phố Luxembourg. Vào tối cùng ngày thì ngài lên đường tới Brussels của Bỉ và gặp vua Philippe cùng thủ tướng Alexander De Croo của nước chủ nhà vào sáng ngày 27 tháng 9, sau đó sẽ có bài phát biểu. Theo Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ kêu gọi Liên minh châu Âu, tức là EU, quay trở lại với các giá trị sáng lập của mình, nhấn mạnh rằng là Tòa Thánh hy vọng sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho mối liên kết giữa quá khứ và tương lai khi EU phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có xung đột Ukraine. Được biết, chuyến công du Luxembourg và Bỉ trong các ngày 26 cho đến 29 tháng 9 là chuyến thăm hiếm hoi đến châu Âu của Đức Giáo Hoàng Francis. Người có mong muốn đến những nơi mà chưa từng có giáo hoàng nào đến thăm hoặc nơi mà người công giáo chỉ là thiểu số.
Chuyến đi diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Đức Giáo Hoàng trở về từ chuyến công du kéo dài 12 ngày qua 4 quốc gia Đông Nam Á và châu Đại Dương. Và quay sang bản tin liên quan tới thị trưởng của New York bị truy tố hình sự. Thị trưởng của thành phố New York là Eric Adams tuyên bố là vô tội sau khi bị truy tố ít nhất là một tội hình sự liên bang. Theo đài CNN, thị trưởng thành phố New York là Eric Adams thuộc về đảng Dân Chủ. Vào hôm 25 tháng 9 đã bị cơ quan công tố truy tố ít nhất là một tội danh liên bang. Hiện chưa rõ ông Adams bị cáo buộc vi phạm tội gì. Tuy nhiên, thì động thái truy tố thị trưởng New York là kết quả của cuộc điều tra liên bang đã kéo dài nhiều tháng. Tâm điểm của cuộc điều tra là nghi vấn vi phạm quy tắc gây quỹ bầu cử và nghi vấn là ông Adams chịu ảnh hưởng bởi nước ngoài từ khi chuỗi điều tra trên bắt đầu đến nay. Ông Adams từng công khai lên tiếng phủ nhận việc mình có sai phạm. Ông cũng thường xuyên khẳng định mình hay dặn dò các công sự tuân thủ pháp luật. Thị trưởng của New York chia sẻ với báo chí ngày 25 tháng 9 sau khi hay tin mình bị truy tố rằng là tôi đã luôn biết rằng nếu mình sát cánh cùng người dân New York thì tôi sẽ trở thành mục tiêu. Và tôi sẽ trở thành mục tiêu dù bị truy tố. Tôi vẫn vô tội và tôi sẽ đấu tranh với lại mọi sức lực và tinh thần bản thân có. Đài CNN dẫn nguồn tin khẳng định rằng ông Adams sẽ có vài ngày để trình diện với lại cơ quan chức năng. Động thái điều tra ông Adams tăng tốc trong tháng 9 khi nhiều đồng minh của ông vướng vào vòng lao lý. Và trong số đó có ông Edward Caban, người vừa phải từ chức cảnh sát trưởng của New York sau khi bị lực lượng chức năng tịch thu điện thoại. Trước khi chuyển sang làm chính trị gia, ông Adams từng có hơn 20 năm công tác tại Sở Cảnh sát New York. Bà Lisa Schoenper là cố vấn pháp lý trưởng của Tòa thị chính của New York cũng phải nộp đơn từ chức. Người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục New York là ông David Benz cũng vừa tuyên bố nghỉ hưu vào cuối năm 2024 sau khi bị các điều tra viên liên bang khám nhà, thu điện thoại. Về phần mình thì ông Adams không bắt buộc phải từ chức sau khi bị truy tố. Tuy nhiên nhiều khả năng ông sẽ phải đối diện áp lực vô cùng lớn từ nhiều phía. Và thưa quý vị, cướp xe bus giữa trung tâm Los Angeles sau cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến cho một hành khách tử vong, đội đặc nhiệm SWAT đã thành công bắt giữ nghi phạm vụ cướp xe bus. Theo thông tin từ phía cảnh sát, khoảng 12 giờ 45 phút trưa vào ngày 25 tháng 9, nghi phạm đã lên một chiếc xe bus giữa đường là Fegora và đại lộ Manchester ở phía nam của Los Angeles và khống chế tài xế bằng súng. Tin từ CNN cho biết là thời điểm đó trên xe có hai hành khách và tài xế. Nghi phạm sau đó đã ra lệnh tài xế tiếp tục cho xe di chuyển. Phó cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Los Angeles là Donald Graham cho biết tài xế của xe bus đã điều khiển xe an toàn nhất có thể trong hoàn cảnh đó và cảnh sát đã đuổi theo chiếc xe bus trong suốt 1 giờ đồng hồ. Theo thông tin từ đài truyền hình của NBC Los Angeles, nghi phạm sau đó đã bắn một hành khách. Tài xế xe bus đã liên tục nhấn nút khẩn cấp và khiến cho màn hình phía trước xe hiển thị Emergency và 911 Call Police. Trong suốt cuộc vây bắt kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, cảnh sát đã bố trí các giải gai trên đường và buộc xe bus phải dừng lại vì là thủng lớp bánh trước. Lực lượng vũ khí và chiến thuật đặc biệt SWAT sau đó đã bao vây chiếc xe và dùng thiết bị gây chói mắt để tạo ra cơ hội cho tài xế thoát qua cửa sổ, trong khi nghi phạm vẫn cố thủ trong xe. Hành khách còn lại nắp phía sau xe đã được lực lượng SWAT giải cứu thành công trong tình trạng hoảng loạn, nhưng may mắn là không bị thương. Còn hành khách bị bắn sau đó đã được phía bệnh viện xác nhận là không qua khỏi. Thông tin từ xác nhận từ trợ lý cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Los Angeles là Blake Chow cho biết, nghi phạm vụ cướp tên là Lemon Campbell, 51 tuổi, bị bắt với cáo buộc giết người. Hiện động cơ của nghi phạm vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Và ông Trump được cảnh báo về mối đe dọa ám sát từ Iran. Chiến dịch của cựu Tổng thống Trump cho biết ông đã được giới chức tình báo cảnh báo về các mối đe dọa ám sát liên quan tới Iran. Cụ thể, thông tin cho biết là Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, tức là ODNI, đã thông báo tóm tắt cho cựu Tổng thống Trump về những mối đe dọa hiện hữu và cụ thể từ Iran, trong đó có âm mưu ám sát ông nhằm mục đích gây bất ổn và gieo rắc hỗn loạn. Theo chiến dịch của ông Trump, giới chức tình báo của Hoa Kỳ xác định mối đe dọa từ Iran đã gia tăng trong vài tháng qua và các quan chức chính phủ đang nỗ lực bảo vệ ông, cũng như là bảo đảm cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ cuối năm nay không bị ảnh hưởng. Iran chưa bình luận về thông tin này và nước này từng nhiều lần phủ nhận cáo buộc can dự vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ. ODNI vào tuần trước nói rằng là hacker Iran vào hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã đánh cắp những tài liệu không công khai từ chiến dịch của ông Trump và gửi cho đội ngũ dưới quyền Tổng thống Joe Biden, khi đó vẫn là ứng viên của đảng Dân Chủ. Giới chức Hoa Kỳ khẳng định là không nhân viên nào trong chiến dịch của ông Biden hồi đáp email.
Nhóm hacker còn tìm cách chia sẻ tài liệu đánh cắp với lại một số tổ chức truyền thông Hoa Kỳ, nhưng danh tính của họ không được nêu trong thông cáo. Ông Trump và Iran có mối quan hệ căng thẳng từ sau vụ tướng là Qasem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc về vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bị quân đội Hoa Kỳ hạ sát trong đợt không kích ở Iraq vào hồi tháng Giêng năm 2020. Giới lãnh đạo Iran nhiều lần thể hiện quyết tâm trả thù cho tướng Soleimani, trong đó có cả tuyên bố là nhắm vào ông Trump. Cựu tổng thống Hoa Kỳ từng bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở tiểu bang Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 và bị thương ở vành tai. Hai tháng sau, thì các mật vụ bảo vệ ông Trump đã ngăn chặn âm mưu ám sát của nghi phạm Ryan Rao bên ngoài sân góp ở Florida. Và được biết là ông Trump là một trong 15 tổng thống Hoa Kỳ từng thoát chết trong các vụ ám sát. Ông từng khẳng định chỉ những người có tầm ảnh hưởng mới bị nhắm mục tiêu. Và ông Trump cảnh báo là sẽ trục xuất người di cư theo chương trình của Tổng thống Biden. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết nếu tái đắc cử, ông sẽ trục xuất hàng trăm nghìn người nhập cư vào Hoa Kỳ theo hai chương trình quan trọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Phát biểu với lại Fox News vào hôm 25 tháng 9, ông Trump đã chỉ trích hai chương trình nhập cư do chính quyền ông Biden đưa ra. Ông cho biết mình sẽ buộc hơn 1 triệu người đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo hai chương trình này phải rời đi. Tuy nhiên thì bất kỳ nỗ lực trục xuất người di cư nào trên quy mô lớn như vậy chắc chắn sẽ gặp phải những thách thức về mặt pháp lý, hậu cần và tài chính. Cựu tổng thống đã cam kết sẽ đàn áp mạnh mẽ vấn đề nhập cư nếu tái đắc cử, bao gồm lời thề sẽ trục xuất hàng loạt người di cư. Ông đã đưa ra những lời hứa trong các chiến dịch trước, nhưng trong thời gian làm tổng thống, số người bị trục xuất chưa bao giờ vượt quá 350.000. Theo một chương trình của chính quyền tổng thống Biden, những người di cư xa về phía nam như là biên giới Mexico với lại Guatemala có thể sử dụng ứng dụng CBP One trên điện thoại để lên lịch ngày đến cửa khẩu biên giới chính thức của Hoa Kỳ để xin tị nạn. Cho đến nay, 813.000 người di cư đã sử dụng hệ thống đó kể từ khi nó được triển khai vào tháng Giêng năm 2023. Một chương trình khác được khởi động vào năm ngoái cho phép 30.000 người mỗi tháng từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã đến Hoa Kỳ, nếu họ có đủ tài chính. Vượt qua quá trình thẩm tra lý lịch và mua vé máy bay để bay đến một sân bay của nước này thay vì là đến biên giới phía Nam. Theo đó, đã có khoảng là 530.000 người đã đến Hoa Kỳ theo chương trình này. Những người di cư sử dụng cả hai chương trình đều được phép vào Hoa Kỳ theo chế độ ân xá nhân đạo trong 2 năm. Chính quyền Tổng thống Biden đã quảng cáo cả hai chính sách này như là cách giảm bớt tình trạng hỗn loạn tại biên giới với Mexico, cắt đứt các mạng lưới buôn lậu và cho phép kiểm tra kỹ hơn những người di cư trước khi họ vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì Đảng Cộng hòa cho biết cả hai chương trình này về cơ bản đều là để lách luật nhập cư của nước, và chính quyền Tổng thống Biden đang tiếp nhận những người không đủ điều kiện đến đất nước. Các tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã đệ đơn kiện để ngăn chặn cả hai chính sách này. Và bà Harris nới cách biệt với lại ông Trump trong khảo sát toàn quốc. Phó Tổng thống Harris hiện đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump 7 điểm phần trăm trong khảo sát toàn quốc, cao hơn so với lại cuộc thăm dò trước đây. Cuộc khảo sát trên Reuters của Ipsos thực hiện và công bố kết quả vào hôm 25 tháng 9 cho thấy rằng là Phó Tổng thống Kamala Harris nhận được 47% ủng hộ, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump so với tỷ lệ là 40%. Cách biệt giữa hai ứng viên cao hơn một chút so với lại cuộc khảo sát trước đó của Reuters và Ipsos. Khi bà Harris dẫn trước, ông Trump là 5 điểm phần trăm. Khi được hỏi ứng viên nào có cách tiếp cận tốt hơn trong vấn đề kinh tế, thất nghiệp và việc làm, thì 43% cử tri đó ủng hộ ông Trump, nhiều hơn mức 41% của bà Harris. Lợi thế dẫn trước của ông Trump giảm 1 điểm phần trăm so với tháng trước, đồng thời thấp hơn 9 điểm phần trăm so với khi bà Harris bắt đầu thay thế Tổng thống Joe Biden trong vai trò là ứng viên của đảng Dân Chủ. Ứng viên đảng, hai đảng đã đều đang vận động cử tri bằng những kế hoạch nhằm giải quyết việc làm, nhà ở, cắt giảm thuế và nhiều vấn đề khác. Kết quả khảo sát cho thấy rằng kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với cử tri, bất kể họ ủng hộ đảng nào. Hầu hết thì các khảo sát cho thấy rằng hai ứng viên đang bám đuổi xích sao trên toàn quốc và ở các tiểu bang chiến trường. Theo kết quả của The Hill Decision Desk SQ, tổng hợp từ các cuộc thăm dò, thì bà Harris đang dẫn trước đối thủ khoảng 3,9 điểm phần trăm trên toàn quốc. Phó Tổng thống vẫn duy trì vị trí dẫn đầu kể từ đầu tháng 8 và tỷ lệ ủng hộ bà cũng tăng lên sau cuộc tranh luận với ông Trump. Cựu Tổng thống Trump có kế hoạch trở lại vận động tranh cử ở thành phố là Pillar thuộc về tiểu bang Pennsylvania, nơi ông bị ám sát hụt vào hồi tháng 7. Ứng viên của đảng Cộng hòa từng nói rằng là kết quả bỏ phiếu ở Pennsylvania có thể quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.
Và kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức tổng hợp của Đài Việt Media TV tại hai miền Nam Bắc Cali và tại Houston, Texas. Bích Hằng luôn cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Và Bích Hằng luôn kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và có một ngày an lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.